Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá phân bón ngày 1 tháng 2 năm 2023 giá giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ nội địa chậm tại đồng bằng sông Cửu Long, cả miền Đông và miền Trung, trong khi gia tăng tại miền Bắc. Ở khu vực Tây Nam Bộ, phân ure Cà Mau 580 cho tới 630, Phú Mỹ 570 đến 620, Bình Điền 580 đến 630.000, ure Hà Bắc, Ninh Bình 570 đến 620.000, Trung Quốc 509 đến 630, ure Indo hạt đục, ure Malaysia hạt đục và ure Brunei hạt đục đều có giá từ 590 đến 630.000 đồng. DAB Hồng Hà 1.250 đến 1.350.000, Đình Vũ là 850 đến 900.000, Đức Giang 850 đến 900, Philippines 1.250 đến 1.400, DAB Nga đen 64%, 1.150 đến 1.300, DAB Lào Cai 850 đến 900, phần Cali Miễn, Cà Mau và Phú Mỹ là 750 đến 780, Ba Con Cò là 708 đến 802, Canada Miễn là 703 đến 708, Israel Miễn là 750 đến 800, Israel Trắng là 800 đến 850, Belarus Bột 700 đến 750, NPK 16-16-8 Bình Điền 709 đến 804, Cà Mau là 800 đến 806, Phú Mỹ là 709 đến 850, Ba Con Cò 900 đến 950, Việt Nhật 830 đến 890, Zara Mila Complex 12, 11, 18, 660 đến 700.000 đồng với bào 25 kg. Hàn Quốc 16, 16, 8 cộng 9S là 650 đến 700.000, 16, 16, 8 TE Việt Nhật là 920 đến 970.000, NPK 20, 20, 15 Ba Con Cò 1.195.000 đến 1.240.000 đồng, Bình Điền là 1 triệu tới 1.050.000 đồng, Sông Danh là 1.050 đến 1.100.000, NPK 20, 20, 15 TE Bình Điền 1.050 đến 1.100.000, Phân Lân Super Lân Long Thành 220 tới 208, Lân Văn Điển 250 đến 290. Ở khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, ure Cà Mau 601 đến 650, Phú Mỹ 600 đến 650, Bình Điền 601 đến 650, ure Hà Bắc 600 đến 650, Ninh Bình 600 đến 650.000, Trung Quốc 620 đến 670, DAB Hồng Hà 1.250 cho tới 1.350, Đình Vũ là 850 đến 900.000, Đức Giang là 850 đến 900.000, Philippines 1.250 cho tới 1.400, DAB Nga đen 64% 1.150 tới 1.300, DAB Lào Cai 850 tới 900.000, NPK 20 20 15 TE Bình Điền 975 cho tới 1.050.000 đồng, 20 20 15 Bình Điền 930 tới 907, 20 20 15 Ba Con Cò 1.050 cho tới 1.200, 20 12 7 TE Bình Điền 950 đến 980, 18 86 Việt Nhật 870 đến 900.000, 18 86 TE Việt Nhật 830 đến 808, 16 8 14 12S Việt Nhật 850 đến 900, 14 14 14 Philippines 1.010.000 cho tới 1.050.000, 15 5 10 14S Lào Cai 560 cho tới 610.000, 16 88 Phú Mỹ 810 đến 850, 16 16 8 13S cộng TE Phú Mỹ 850 đến 890.000, 20 55 Bình Điền 700 đến 740, 17 19 9 TE Phú Mỹ 809 đến 904, 18 4 22 TE Bình Điền 970 đến 1.010.000, 17 7 18 TE Cà Mau 804 đến 808, 17 7 17 TE Cà Mau 850 đến 808, 17 15 9 TE Phú Mỹ 803 đến 807, 16 16 8 Hà Lan 700 đến 707, Phân Lân Văn Điển 204 tới 209, lân lam thao 204 tới 207, lân đen 201 tới 206. NPK 16-16-8 Cà Mau và Phú Mỹ là 804 đến 809, Việt Nhật là 800 đến 806, Philippines Korea 850 đến 900, 16-16-8 TE Philippines Korea 806 đến 900. Phần SA Nhật là 401 cho đến 450, SA Trung Quốc là 550 đến 509, SA Đài Loan là 502 cho tới là 570.000 đồng. Khu vực miền Trung, phân URE Cà Mau 601 đến 650, Phú Mỹ là 600 đến 650, Bình Điền 601 đến 650, URE Hà Bắc và Ninh Bình 600 đến 650, Trung Quốc là 602 đến 607, NPK 20-20-15 song danh 1.035.000 cho tới 1.090.000. Đầu trâu là 1.070.000 cho tới 1.150.000. Bông lúa là 904 đến 908. Ba con cò là 1.110 cho tới 1.150. NPK 16-16-8 Cà Mau 807 đến 901. Phú Mỹ là 806 đến 900. Lào Cai là 804 đến 809. Đầu trâu là 807 đến 900. Lâm Thao và Việt Nhật có giá từ 850 đến 900. NPK khác 16-88 Phú Mỹ 804 đến 809, 15-5-10-14S Lào Cai 508 đến 602, 20-12-7 TE Bình Điền 900 đến 950, 19-10-6 Sông Danh 820 đến 850, 20-6-6 Ninh Bình 707 đến 802, 13-13-13 Lâm Thao 850 đến 880, 16-8-16 Phú Mỹ 809 đến 904, 16-8-8 Lâm Thao 800 đến 850. Cali, Cà Mau và Phú Mỹ là 750 đến 780, ba con cò 708 đến 802, Hà Anh 750 đến 708, Canada Miễn 703 đến 708, Israel Miễn là 750 đến 800, Israel trắng là 800 đến 850, Belarus bột là từ 700 đến 750, lân Lâm Thao 250 cho đến 290, lân Lào Cai 204 đến 208, lân Văn Điển 250 đến 290. Ở khu vực Đông Bắc Bộ, phần URE Cà Mau 601 đến 650, Phú Mỹ là 600 đến 650. Bình Điền 601 đến 650, URE Hà Bắc 600 đến 650, Ninh Bình 600 đến 650, Trung Quốc 602 đến 607, DAB Hồng Hà 1.250 cho đến 1.350, Đình Vũ là 850 đến 900.000, Đức Giang 850 đến 900, Philippines là 1.250 cho đến 1.400, DAB Nga đen 64%, 1.150 đến 1.300.000, DAB Lào Cai 850 đến 900.000, NPK 13-13-13 TE Bình Điền 850 có giá từ 890 cho đến 930 nha bà con. 16-16-8 Việt Nhật là 850 cho đến 900, 16-88 TE Việt Nhật là 806 đến 809, 16-16-8 ba con cò 809 đến 902, 16-16-8 Phú Mỹ 806 đến 900, 16-16-16 ba con cò 809 đến 902, 16-16-8 Lộc Điền 803 đến 807, 16-88 Phú Mỹ và Lâm Thao đều có giá từ 803 đến 870.000 đồng. Lân Lâm Thao 270 đến 301, lân Lộc Điền 209 đến 304, lân Vân Điển 250 đến 280, Vân Cali, Cà Mau và Phú Mỹ là 750 đến 780, ba con cò 780 đến 820, Canada Miễn 703 đến 708, Israel Miễn 750 đến 800, Israel trắng 800 đến 850, Belarus bột 700 đến 750. Giá tham khảo trên mỗi bao 50 kg và áp dụng mua bằng tiền mặt nha. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký, nhấn nút thích video cũng như có thể bình luận thêm để trao đổi ý kiến. Xin kính chào và hẹn gặp lại.